nhắc thử có không. Rồi mình qua cái kiếm cái địa này cũng có. Hey các bạn. Ôi ôi. Ôi em cá đá luôn. Ha. Ngoài đây là nghe ếch kêu quá trời luôn đó nha. Ngoài đồng mà. Đó, rồi, ăn đi con. Nè, cũng nè. Ngon quá. Rồi, ok, mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì hôm nay hai cha con lúa đi ra sau mấy cái đè các bạn đi kiếm cá lóc, bầy cá lóc rồng các bạn để mình nhắm cá ha. Thì hôm trước mình có thấy một bầy cá rồng á, nó đẻ có cũng vẫn bầy rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ đi qua mấy cái đè này mình kiếm có bầy nào không mình nhắm các bạn. Đây bé Khang đang cầm đèn câu kìa. Thì trên tay mình là một con vịt con ha. Bây giờ mình sẽ đi kiếm vài con ốc bu vàng các bạn. Bu vàng để mình làm mồi mình nhấp. Rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ về cái cần câu nhấp của ở quê mình ha các bạn, ở miền Tây. Rồi, ok cả nhà ơi, nãy giờ thì mình đã bắt được hai con ốc ha. Hai ốc này để hồi mình làm mồi ha. Đây là con vịt con của mình nha các bạn. Đây mình sẽ móc vịt đi. Câu. Mình đi nhấp mình phát hiện đằng kia có một bầy con cầm vịt đi. Mình phát hiện đằng kia có một bầy rồng rồng các bạn, cũng hơi lớn rồi. Để mình nhấp thử có không. Rồi mình qua cái kiếm địa này cũng có một bầy nữa nè. Đây ha, hôm nay mình sẽ chơi hai lưỡi câu ha. Nó đừng có gẹo nữa con. Đó, mình sẽ đập con ốc này kia, rồi mình sẽ móc nó vô. Hồi cá nó sẽ đáp vô lưỡi câu các bạn. Thì như các bạn đã biết á, thì nhắt cá có ở miền Nam với miền Bắc nó khác nhau hoàn toàn các bạn. Có người sẽ nhấp cái cần câu riêng và vịt riêng ha. Còn mình thì mình sẽ nhấp cần câu với vịt chung các bạn. Nưa vịt đi xem. Đây là con vịt con của mình ha. Và đây là cái đồ để mình nhấp cá đây. Nên mình sẽ gắn con vịt vô các bạn. Ok. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình đi nhấp cá nha các bạn. Đây đằng kia có một bầy rồng. Nó này rồng đang ăn nhầm cái tim này các bạn. Mình quay cho các bạn xem nha. Nó đang đó, thấy không? Rồi giờ mình nhấp thử. Rồi để cho gặp. Thường thường mấy bầy cá lớn thì cá rồng rồng lớn thì cá mẹ ít có táp lắm. Mình nhấp một hồi nó mới táp các bạn. Mình đeo hoài á.
Hey các bạn. Ôi ôi. Con em cá đá luôn. Nha ha. Nè con gỡ dịch ra đi con. Gỡ dịch ra. Ừ. Gỡ kéo đó, kéo kéo từ từ đó. Khoan để tra lại. Ôi ôi cá quá bự luôn các bạn ơi. Còn. Gỡ ra đàng hoàng nha con để hồi nói. Thôi từ từ, từ từ, từ từ, gỡ con dịch ra để nó chết. Cái gì? Con lợn con bứt lông con dịch luôn rồi. Bứt lông dịch luôn hả? Dạ. Rồi đây cho chút. Cá bự nha, mà ăn ngon luôn. Ừ, mà hồi mình uống chui luôn các bạn. À. Ngồi xuống đi, ngồi xuống gỡ đi. Gỡ con cá nha. Ôi, ôi, cá lóc bự. Tôi nghiệp con dịch nè các bạn ơi. Nghiệp dịch tốt. Cá lóc. Này ha. Nhà con dịch mấy gì cho rồi, mình con cá lóc á. Con cầm con dịch. Đây cả nhà. Còn em nha. À, con cá này còn nửa ký á. Thôi nó táp một cái mình hết hồn luôn á. Các bạn xem con nha. Con gặm dịch đi. Không ăn ngon ơi luôn. À, nè, cho hồi con nướng cái lóc này cho Khang ăn ha. Dạ. Ê, được con cầm gì con dịch chết. Con cầm sao? Nè, ăn dịch nè. Này các bạn lưỡi câu này lưỡi câu nhỏ nha. Cá lóc này ít nhất cũng cá 400g á. Nó mà phải cái là nghỉ ăn. Mình đeo nó nãy giờ các bạn. Nghe gan. Tôi đang cầm cầm cá cho chặt coi. Đó. Hay cầm này giơ lên. Ừ. À. Thôi, chiến lợi phẩm nha. Một hồi mình sẽ bắt đầu mình uống chui con cá lóc này. Hay còn thường thường cây cá thường thường thì cá nó sẽ ăn cặp các bạn ơi nên ơi, hả chú muốn làm bánh chén ăn không cái gì chú muốn làm bánh chén ăn không thôi mình uống chui được rồi chú chấm cái gì ăn thì hai lưỡi câu nha một lưỡi câu còn một con ốc ha đó, giờ mình sẽ chừa lại một con để cho giữ con các bạn đó rồi, giờ mình sẽ đem vô con kinh vô đi kính cây luôn kính cây nắm cây vậy đó. Đây giờ bé Khang nó sẽ ginh vô để mình gỡ nó ra mình đi nuốt chui các bạn. Các bạn bây giờ Khang sẽ đi hái ớt mình làm chén muối ớt nha. Muối ớt chanh. Này hái ớt hái hết. Hái giờ đá chín đi con. Hái kìa là nó sẽ đá đi. Đây ớt chín đỏ cây luôn nha, ớt hiểm nha cả nhà. Rồi, Khang sẽ hái vài trái thôi nha. Hái vài trái đi. Rồi thêm trái đi. Lụm vô, lụm vô nè. Giờ mình bắt đầu mình đâm muối ớt cả nhà. Đây là mấy trái ớt của bé Khang mới ngồi đó đi xác xác con. Giờ mình sẽ đâm muối ớt. Đó, giờ trời chắc bị chuyển mưa không biết có nuốt cá kịp không cả nhà. Đây là muối cục nha cả nhà. Nó bay một cái lên một cái. Ừ, nó sạch thôi nó hả? Rồi, mình sẽ cái canh này vô. Cầm nhanh lên chơi. Mua tới hả? Đúng rồi. Che cái mít này chết rồi cha. Ừ, cái mít nó bị chết. Rồi để nước chấm rồi. Đây cả nhà đây là nước chấm nè. Thì các bạn ơi, bây giờ mấy mình đã xỏ con cá lóc rồi ha. Bây giờ đây mình có một mớ lá dừa với ba cây củi mít nè. Mình giờ bắt đầu mình nấu chui các bạn.
Ok cả nhà ơi, giờ mình đã nướng xong con cá lóc rồi nè. Khang ở đây ngồi đang lấy chai nè. Ê, mình sẽ xẻ nó ra nha. Hay là tại lá chuối mình cắt sẵn nó hai cho con. Mình ăn lá chuối được. Được. Trời ơi, thịt quá trời thịt luôn. Chín mướp luôn. Chín luôn rồi. Lấy cái này ăn. Ê, ê dơ, cái gai này dơ không ăn được. Cái này nè. Nè nè chảy, nè nè. Ê, cả nhà. Nè, à, con chấm này ăn nè. Ê, nó rất khoái đó. Rồi chấm như bữa đi. Các bạn ăn nha. Ngon không? Cay không? Cay cả nhà. Cay phải không? Chị lấy chén mắm đi. Mắm của con á. Đây cả nhà. Cá lóc này bữa nãy mình nhấp xong mình giờ mình nuốt chui luôn. Mình không ăn luôn ạ. Ờ dạ. Hay là chút lại. Đâu rồi chứ? Mời các bạn nha. À cứ dễ đi, ba vô rồi lấy cái ấy cho con ăn nha. Dạ. Chị lấy nước cho con với. Ăn được không? Dạ. Ờ, lấy cái nước uống nè, nước uống đây. Đây cả nhà. Gom cái này mình làm. Mình làm cái chén muối ớt á, nó cay lắm, ớt nhiều lắm nè. Đó, nó cay không được nên làm mình làm chén nước mắm cho nó ăn. Đây con chấm cái này nè. Ồ quá trời thịt luôn cả nhà ơi. Quá trời thịt. Má ơi nó nóng. Nè con bỏ cái này. Bạn nha. Đâu, chấm nước mà mắm nè. Đó, Khang chấm nè. Ngon không? Cá lóc nước chua ngon không? Món này được mấy điểm? 10 điểm. Đây cả nhà ơi. Ôi nó thật đã ha, chanh này nặng vô chua chua ha. Nè miếng này, đó. Úi, cái tay dính lọt không? Cay không? Đây mình có mang theo cà nước cho bé Khang uống. Coi chừng xương nha. Này cả nhà. Nướng khói còn người khói còn bay ngút.
Ôi, ăn chảy mồ hôi luôn. Mày mốt ra làm cho con ăn nữa nha. Cái gì? Mày mốt ra làm cho con ăn nữa nha. Biết món này món gì không? Lóc con chuối. Ừ, giỏi. Rồi, quất đi. Này nha, nãy giờ hai cha con mà làm chưa hết nữa con á. Nãy giờ ngồi ở ngoài đây mình vô lấy đồ ăn hết muốn khúc rồi. Trời ơi. Nè, cũng nè, cũng nè, cũng nè. Ngon quá, ngon quá. Đây là phía cánh đồng phía sau nhà mình nha. Còn đây là cái đìa mới nãy mình nhấp con cá lóc nè. Ở đây là đìa của ông anh mình. Đó, cá lóc lớn rồi. Quất miếng nước coi. Đây, chấm miếng nữa nha cả nhà. Nhà mình sẽ lặt con nửa con còn lại nha cả nhà. Ê, đừng ấy. Đây. Nhớ cá. Đây cái màng của con cá nè. Nó ngon. Ếch kêu à. Ếch kêu rồi ha. Nó không có tay. Không tay hả? Ngoài đây là nghe ếch kêu quá trời luôn đó nha. Ngoài đồng mà. Đó, rồi ăn đi con. Rồi mời cái mấy cô chú đi. Nè nó mời cô chú các bác. Mời các bạn cùng ăn nha. Chắc hai cha con của lúa cũng xin phép dừng video đây ha. Thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video của lúa nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye.